Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 63, ngày 31, Chúa Giêsu bị tuyên án kết tội. Kinh Thánh Luca đoạn 23 câu 1 đến câu 25. Câu ghi nhớ Luca đoạn 23 câu 21. Xong chúng kêu lên rằng: "Đóng đinh nó trên cây thập tự đi, đóng đinh nó trên cây thập tự đi." Trong phần tìm hiểu, những câu nói và hành động này của ai? Em nói cho đúng nhé. Chúng ta có một cái cột là những hành động ở bên tay trái và những nhân vật ở bên tay phải. Chúng ta xem coi ai đã nói cái câu nào nhé. Chúng tôi thấy người này xui dân ta làm loạn, cấm nộp thuế cho Caesar và xưng mình là Đấng Christ, là vua. Đây là câu nói của những thầy tế lễ. Em nói cái câu nói này qua chỗ thầy tế lễ. Câu nói thứ hai: "Ta không thấy người này có tội gì." Đây là câu nói của Philát. Philát đã nhiều lần khẳng định với dân chúng và các thầy tế lễ rằng Chúa Giêsu không có tội gì hết. Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Đó là tiếng kêu la của dân chúng. Dân chúng kêu la muốn đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Hỏi Chúa Giêsu nhiều câu nhưng Ngài không trả lời. Đó là ông vua Herod. Herod muốn hỏi Chúa nhiều câu nhưng Chúa Giêsu không trả lời gì hết. Sỉ nhục Chúa, mặc áo hoa hòe cho Ngài. Đó là quân lính La Mã. Trong phần nhận biết Chúa, Chúa Giêsu chịu mọi chống đối, sỉ nhục, khước từ để thực hiện kế hoạch cứu rỗi, cứu chuộc vĩ đại của Ngài cho nhân loại. Thực hành: bởi tình yêu lớn lao, Chúa Giêsu đã chịu án tử hình vì tội của em. Em xin Chúa giúp em sợ tội để không cố ý phạm tội làm điều Chúa đau đớn nữa. Chúng ta cùng hiệp ý trong lời cầu nguyện. Cầu nguyện xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của em. Chúa Giêsu ơi, xin Chúa tha thứ những tội lỗi của con. Con cảm tạ Chúa đã chịu chết thay con. Xin Chúa giúp con sống đẹp lòng Ngài. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Chúa Giêsu ơi, xin Chúa tha thứ những tội lỗi của con. Con cảm tạ Chúa đã chịu chết thay con. Xin Chúa giúp con sống đẹp lòng Ngài. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.